Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, rất đông các em học sinh trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt lại tìm đến các kệ sách di động được bài trí trên sân trường. Từ các đầu sách về lịch sử, khoa học, sách tham khảo đến các tờ báo dành cho lứa tuổi thiếu niên được bày ra như một bữa tiệc tri thức để các em lựa chọn. Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2012 với những kệ sách báo được bố trí tại những góc nhỏ trên sân trường. Đến nay, thư viện xanh của trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh Đà Lạt đã được đầu tư bài bản hơn. Đây cũng chính là giải pháp sáng kiến của chị Võ Thị Tường Vi, nhân viên quản lý thư viện của nhà trường. Từ việc để học sinh tìm đến với sách, mô hình thư viện xanh này đã chủ động đưa sách đến với người đọc, giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nguồn tri thức hơn. Để lựa chọn cái nguồn tài liệu mà để xây dựng thư viện xanh thì đòi hỏi mình đó là phải cân nhắc rất là kỹ. Như ở thư viện trường Phan Chu Trinh thì cái vốn sách mà để xây dựng thư viện xanh đó là cái sách mà học sinh đóng góp. Thì năm nào thư viện trường cũng là xây dựng phát động cái phong trào là góp một cuốn sách, đọc nhiều cuốn sách. Thì mình sẽ lấy cái số sách đó là để xây dựng thư viện xanh. Là sách của các em là sẽ mang ra phục vụ lại cho chính các em. Cái mô hình thư viện xanh ra đời nó giống như là một cái bước ngoặt của thư viện vậy. Là sẽ mang mình, người cán bộ thư viện là sẽ là người mang sách đến cho học sinh chứ không phải là học sinh tìm đến sách như trước đây nữa. Nên là các em sẽ rất là thích thú và rất là hứng thú trong quá trình đọc sách. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện xanh và thư viện truyền thống chính là không gian đọc sách. Các em học sinh được đọc sách trong một không gian mở và có thể tự do lựa chọn thể loại sách cần đọc. Đồng thời các em học sinh không cần phải đăng ký với giáo viên và có thể đọc nhiều thể loại sách cùng một lúc. Việc không giới hạn các em trong một không gian đọc sách nhất định đã góp phần giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khi được đọc sách trong khu trong môi trường thư viện xanh, em cảm thấy rất thú vị. Nhờ nó em tiếp thu được nhiều điều hơn trong cuộc sống. Nó giúp em hòa nhập vào thiên nhiên. Em cảm thấy rất thích môi trường này. So với đọc trong thư viện thì em thấy nó khác biệt là ngoài đọc ở ngoài thì nó có không khí trong lành hơn, không bị ngột ngạt. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có nhiều trường triển khai mô hình thư viện xanh. Mỗi trường đều có một hình thức tổ chức, bài trí không gian đọc sách khác nhau. Nhưng tựu chung lại, mô hình thư viện xanh đã phát huy văn hóa đọc sách trong các em học sinh. Để việc tìm đến thư viện và tìm đến thế giới tri thức từ những trang sách không còn gò bó giới hạn như trước đây. Khi em được đọc sách ngoài trời thì em thấy nó rất mát mẻ và được ngắm bầu trời và được ngắm cây các cây. Khi được đọc sách với các bạn thì em thấy đông vui. Từ lúc mà thay đổi không gian đọc ở trong phòng thư viện đến ra ngoài thì các em thấy cảm giác các em hứng thú đọc hơn và các em tham gia đọc nhiều hơn và giúp ích cho các em được nhiều hơn trong việc học tập. Hàng tuần thì trong giờ chào cờ thì sẽ có chương trình là giới thiệu sách mới để cho các em biết là có thêm đọc sách mới. Xã hội càng ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên. Trong đó, nhu cầu về tìm hiểu kiến thức và tra cứu thông tin cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Với một thư viện tổng hợp sẽ tạo nên một nơi lý tưởng để mọi người đến để tra cứu thông tin một cách thoải mái và tiện lợi. Thư viện xanh với mục đích mang lại một nét mới, một không gian thư viện gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu các độc giả, giờ đây đã trở thành khoảng trời riêng cho các em học sinh, nơi các em có thể khám phá kho tàng tri thức vô tận của thế giới. Ẩm thực Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với những món ăn lạ miệng và hấp dẫn, là kết tinh của nền văn hóa đậm đà bản sắc của đất nước trụ phú này. Với sự tương đồng về khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng đất ôn đới, cũng như gu thưởng thức của người dân châu Á. Chính vì thế, những nhà hàng với những món ăn Hàn Quốc đặc trưng dần ra đời tại thành phố Sương Mù.